Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh Pháp Thái Vi ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, đến nhà vườn của Yến Vân. Có một số phô giấy muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Dạ, em chào anh Thái ạ. Em mến chào quý cô chú anh chị đang xem và theo dõi kênh của anh Thái ạ. Dạ, tiếp tục hôm nay là nhà vườn em có về thêm lô phôi mới để giao lưu với quý cô chú anh chị mình ạ. Dạ, cô chú anh chị quan tâm có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0939452709 và cũng là số Zalo của em ạ. Dạ, để không làm mất thời gian của mình, em xin lên phô số 1 ạ. Giống như con thỏ ha. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 57 ạ. Dạ, hoành cổ em đo ở vị trí này là 37 ạ. Dạ, hoành cổ em đo ở vị trí này là 56 ạ. Dạ, sổ đế là 44 ạ. Dạ, phôi số 1 em xin giao lưu với mình là giá 700k ạ. Dạ, tiếp tục em xin lên phôi số 2 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 70 ạ. Vành cổ ấm đo ở vị trí này là 40 ạ. Vành cũ em đo ở vị trí này là 58 ạ. Dạ, sổ đế là 49 ạ. Dạ, phôi số 2 em xin giao lưu với mình là giá 800k ạ. Dạ, em xin lên phôi số 3 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 66 ạ. Dạ, hoành cổ em đo ở vị trí này là 40 ạ. Dạ, hoành cũ em đo ở vị trí này là 67 ạ. Dạ, sổ đế là 42 ạ. Phôi số 3 em giao lưu với mình là giá 900k ạ. Em lên phôi số 4 ạ. Chiều cao của phôi là 60 ạ. Vành cổ em đo ở vị trí này là 34 ạ. Vành cũ em đo ở vị trí này là 52 ạ. Dạ, sổ đế là 41 ạ. Phôi số 4 em giao lưu với mình là giá 400k ạ. Em xin lên phôi số 5 ạ. Tổng chiều cao là 67 ạ. Dạ, sổ hoành cũ em đo vị trí này là 35 ạ. Dạ, sổ đế là 47 ạ. Dạ, phôi số 5 em xin giao lưu với mình là 500k ạ. Dạ, em xin tiếp tục lên phôi số 6 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 72 ạ. Hoành cổ em đo ở vị trí này là 31 ạ. Hoành cũ em đo ở vị trí này là 58 ạ. Dạ, sổ đế là 47 ạ. Dạ, phôi số 6 xin giao lưu với mình là giá 500k ạ. Cây em bao phí vận chuyển toàn quốc cho mình luôn ạ. Dạ, em xin lên tiếp phôi số 7 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 88 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 29 ạ. Vành cũ em đo vị trí này là 49 ạ.
Dạ sổ đế là 42 ạ. Khoa số 7 em xin giao lưu với mình là giá 400k ạ. Dạ tiếp tục em xin lên khoa số 8 ạ. Dạ tổng chiều cao của pho là 84 ạ. Dạ hoành cổ em đo ở vị trí này là 34 ạ. Hoành cổ em đo ở vị trí này là 53 ạ. Dạ sổ đế là 39 ạ. Dạ pho số 8 em xin giao lưu với mình là giá 450k ạ. Dạ tiếp tục em xin lên pho số 9 ạ. Dạ tổng chiều cao của pho là 76 ạ. Dạ hoành cổ em đo ở vị trí này là 28 ạ. Dạ hoành cổ em đo ở vị trí này là 49 ạ. Sổ đế là 46 ạ. Pho số 9 em xin giao lưu với mình là giá 450k ạ. Tiếp tục em lên pho số 10 ạ. Chiều cao của phôi là 73 ạ. Hoành cổ em đo ở vị trí này là 28 ạ. Hoành cũ là 55 ạ. Dạ sổ đế là 42 ạ. Phôi số 10 em xin giao lưu với mình là giá 400k ạ. Em xin lên phôi số 11 ạ. Dạ tổng chiều cao của pho là 93 ạ. Hoành cổ em đo ở vị trí này là 32 ạ. Dạ hoành cũ em đo vị trí này là 49 ạ. Sổ đế là 44 ạ. Pho số 11 em xin giao lưu với mình là giá 400k ạ. Em lên pho số 12 ạ. Chiều cao của pho là 88 ạ. Bành cỏ em đo vị trí này là 32 ạ. Bành cũ em đo vị trí này là 52. Sổ đế là 44 ạ. Pho số 12 em giao lưu với mình là giá 550k ạ. Em xin lên tiếp pho số 13 ạ. Tổng chiều cao của pho là 69 ạ. Hoành cũ em đo vị trí này là 36 ạ. Hoành cũ em đo vị trí này là 52 ạ. Sổ đế là 42 ạ. Pho số 13 em xin giao lưu với mình là giá 350k ạ. Em xin lên tiếp pho số 14 ạ. Một pho mini ạ. Tổng chiều cao của pho là 52 ạ. Bành cổ em đo vị trí này là 24 ạ. Dạ sổ đế là 34 ạ. Pho số 14 em xin giao lưu với mình là giá 200k ạ. Tiếp tục em xin lên pho số 15 ạ.
tổng chiều cao của pho là 61 ạ. Bành cỏ em đo vị trí này là 29 ạ. Bành cũ em đo vị trí này là 52 ạ. Dạ sổ đế là 34 ạ. Dạ pho số 15 em xin giao lưu với mình là giáp 250k ạ. Tiếp tục em xin lên pho số 16 ạ. Dạ tổng chiều cao của pho là 63 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 30 ạ. Vành cũ em đo vị trí này là 47 ạ. Sổ đế là 39 ạ. Pho số 16 giao lưu với mình là giáp 300k ạ. Dạ tiếp tục em xin lên pho số 17 ạ. Dạ tổng chiều cao của pho là 76 ạ. Vành cỏ em đo vị trí này là 26 ạ. Dạ sổ đế là 41 ạ. Pho số 17 em giao lưu với mình là giá 250k ạ. Dạ em xin lên pho số 18 ạ. Dạ tổng chiều cao của pho là 84 ạ. Vành cỏ em đo ở vị trí này là 32 ạ. Vành cũ em đo ở vị trí này là 50 ạ. Dạ sổ đế là 43 ạ. Pho số 18 em xin giao lưu với mình là giá 400k ạ. Dạ tiếp tục em xin lên pho số 19 ạ. Dạ tổng chiều cao của pho là 79 ạ. Vành cỏ em đo vị trí này là 36 ạ. Dạ sổ đế là 37 ạ. Dạ pho số 19 em xin giao lưu với mình là giá 300k ạ. Dạ tiếp tục em xin lên pho số 20 ạ. Dạ tổng chiều cao của pho là 55 ạ. Vành cổ em đo ở vị trí này là 31 ạ. Vành cũ em đo ở vị trí này là 45 ạ. Dạ sổ đế là 43 ạ. Pho số 20 em xin giao lưu với mình là giá 350k ạ. Dạ em xin lên pho số 21 ạ. Dạ tổng chiều cao của pho là 56 ạ. Vành cỏ em đo ở vị trí này là 31 ạ. Vành cũ em đo ở vị trí này là 44 ạ. Dạ sổ đế là 43 ạ. Dạ pho số 21 em xin giao lưu với mình là giá 250k ạ. Tiếp tục em xin lên pho số 22 ạ. Dạ chiều cao của pho là 62 ạ. Vành cổ em đo ở vị trí này là 33 ạ. Vành cũ em đo ở vị trí này là 51 ạ. Dạ sổ đế là 47 ạ. Dạ pho số 22 em xin giao lưu với mình là giá 400k ạ.
Dạ tiếp tục em xin lên phôi số 23 ạ. Dán bài ha. Dạ phôi số 23, tổng chiều cao 65 ạ. Mình cỏ em đo ở vị trí này là 31 ạ. Dạ sổ đế là 51 ạ. Phôi số 23 em xin giao lưu với mình là giá 400k ạ. Em xin lên tiếp phôi số 24 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 65 ạ. Vành cổ em đo ở vị trí này là 35 ạ. Vành cổ em đo ở vị trí này là 55 ạ. Dạ sổ đế là 40 ạ. Dạ phôi số 24 em xin giao lưu với mình là giá 450k ạ. Em xin lên phôi số 25 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 63 ạ. Mình cỏ em đo vị trí này là 39 ạ. Mình cũ em đo vị trí này là 52 ạ. Dạ sổ đế là 41 ạ. Dạ phôi số 25 em xin giao lưu với mình là giá 450k ạ. Dạ tiếp tục em xin lên phôi số 26 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 81 ạ. Dạ vành cổ em đo ở vị trí này là 40 ạ. Vành cũ em đo ở vị trí này là 59 ạ. Dạ sổ đế là 47 ạ. Dạ phôi số 26 em xin giao lưu với mình là giá 600k ạ. Dạ tiếp tục em xin lên phôi số 27 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 58 ạ. Vành cổ em đo ở vị trí này là 32 ạ. Dạ sổ đế là 41 ạ. Dạ phôi số 27 em xin giao lưu với mình là giá 400k ạ. Kèm bao phí vận chuyển toàn quốc cho mình luôn ạ. Dạ em xin lên tiếp phôi số 28 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 64 ạ. Dạ hoành cỏ em đo ở vị trí này là 40 ạ. Hoành cũ em đo ở vị trí này là 50 ạ. Dạ sổ đế là 43 ạ. Dạ phôi số 28 em xin giao lưu với mình là giá 550k ạ. Dạ tiếp tục em xin lên phôi số 29 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 60 ạ. Vành cổ em đo ở vị trí này là 29 ạ. Vành cũ em đo ở vị trí này là 48 ạ. Dạ sổ đế là 40 ạ. Dạ phôi số 29 em xin giao lưu với mình là giá 400k ạ.
em xin lên phôi số 30 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 59 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 34 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 53 ạ. Dạ sổ đế là 37 ạ. Dạ phôi số 30 em xin giao lưu với mình là giá 350k ạ. Dạ tiếp tục em xin lên phôi số 31 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 62 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 29 ạ. Dạ sổ đế là 35 ạ. Dạ phôi số 31 em xin giao lưu với mình là giá 250k ạ. Dạ tiếp tục em xin lên phôi số 32 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 65 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 33 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 46 ạ. Dạ sổ đế là 37 ạ. Dạ phôi số 32 em xin giao lưu với mình là giá 350k ạ. Dạ tiếp tục em xin lên phôi số 33 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 65 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 26 ạ. Dạ sổ đế là 38 ạ. Dạ phôi số 33 em xin giao lưu với mình là giá 250k ạ. Dạ tiếp tục em xin lên phôi số 34 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 63 ạ. Vành cổ em đo ở vị trí này là 28 ạ. Dạ sổ đế là 42 ạ. Dạ phôi số 34 em xin giao lưu với mình là giá 300k ạ. Dạ tiếp tục em xin lên phôi số 35 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 59 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 35 ạ. Dạ sổ đế là 43 ạ. Dạ phôi số 35 em xin giao lưu với mình là giá 250k ạ. Dạ tiếp tục em xin lên phôi số 36 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 67 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 32 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 50 ạ. Dạ sổ đế là 42 ạ. Dạ phôi số 36 em xin giao lưu với mình là giá 300k ạ. Dạ tiếp tục em xin lên phôi số 37 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 59 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 32 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 51 ạ. Dạ sổ đế là 39 ạ. Phôi số 37 em xin giao lưu với mình là giá 350k ạ. Tiếp tục em xin lên phôi số 38 ạ.
Phòng một cốt quý cô anh chị, một tốt cao ha. Này về quý cô anh chị mình có thể ghép ngũ sắc ha. Em đo ảo ở đây là tổng chiều cao của phôi là tầm 1m4 ạ. Dạ, hoành cổ của phôi là 37 ạ. Dạ, hoành cổ em đo ở vị trí này là 57 ạ. Dạ, sổ đế là 45 ạ. Dạ, phôi số 38 em xin giao lưu với mình là giá 1 triệu ạ. Dạ, tiếp tục em xin lên phôi số 39 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phôi em đo hạo ở vị trí này là cũng tầm 1m35 á. Hoành cổ em đo ở vị trí này là 41 ạ. Hoành cổ em đo ở vị trí này là 61 ạ. Dạ, sổ đế là 51 ạ. Dạ, phôi số 39 em xin giao lưu với mình là 800k ạ. Dạ, cây em bao phí vận chuyển cho mình luôn ạ. Dạ, tiếp tục em xin lên phôi số 40 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 116 ạ. Hoành cổ em đo ở vị trí này là 43 ạ. Hoành cổ em đo ở vị trí này là 46 ạ. Dạ, sổ đế là 46 ạ. Dạ, phôi số 40 em xin giao lưu với mình là giá 650k ạ. Dạ, tiếp tục em xin lên phôi số 41 ạ. Vẫn là một cốt ha. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 1m24 ạ. Hoành cổ em đo ở vị trí này là 38 ạ. Hoành cổ em đo ở vị trí này là 62 ạ. Dạ, sổ đế là 39 ạ. Dạ, phôi số 41 em xin giao lưu với mình là giá 650k luôn ạ. Dạ, tiếp tục em xin lên phôi số 42 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 1m2 ạ. Hoành cổ em đo ở vị trí này là 30 ạ. Hoành cổ em đo ở vị trí này là 57 ạ. Dạ, sổ đế là 43 ạ. Dạ, phôi số 42 em xin giao lưu với mình là giá 600k ạ. Dạ, phôi số 43 ạ. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 110 ạ. Hoành cổ em đo ở vị trí này là 43 ạ. Dạ, sổ đế là 60, hoành cũ là 60 ạ. Dạ, sổ đế là 42 ạ. Dạ, phôi số 43 em xin giao lưu với mình là giá 700k ạ. Dạ, tiếp tục em xin lên phôi số 44 ạ. Cốt rất là lực ha. Dạ, tổng chiều cao của phôi là 115 ạ. Hoành cổ em đo ở vị trí này là 30 ạ. Dạ, sổ đế là 37 ạ. Dạ, phôi số 44 em xin giao lưu với mình là giá 400k ạ.
Dạ em tiếp tục, em xin lên phôi số 45 ạ. Dạ tổng chiều cao em đo hạo như là khoảng 1m25 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 34 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 43 ạ. Dạ sổ đế là 46 ạ. Dạ phôi số 45 em xin giao lưu với mình là giá 600k ạ. Dạ tiếp tục em xin lên phôi số 46 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 113 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 28 ạ. Dạ sổ đế là 39 ạ. Dạ phôi số 46 sáu em xin giao lưu với mình là giá 400k ạ. Dạ tiếp tục em xin lên phôi số 47 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi em đo hạo là tầm 1m2 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 29 ạ. Dạ sổ đế là 36 ạ. Dạ phôi số 47 em xin giao lưu với mình là giá 350k ạ. Tiếp tục em xin lên phôi số 48 ạ. Dạ em đo hạo tổng chiều cao của phôi là tầm 1m3 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 30 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 57 ạ. Dạ sổ đế là 44 ạ. Dạ phôi số 48 em xin giao lưu với mình là giá 550k ạ. Dạ tiếp tục em xin lên phôi số 49 ạ. Tổng chiều cao đo hạo là tầm 1m25 ạ. Vành cổ em đo ở vị trí này là 24 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 45 ạ. Dạ sổ đế là 49 ạ. Dạ phôi số 49 em xin giao lưu với mình là giá 450k ạ. Dạ phôi này là cũng là phôi kết thúc của live ngày hôm nay ạ. Mong quý cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn em ạ. Dạ em xin cảm ơn. Rồi, hẹn gặp lại quý anh chị vào clip tiếp theo nhà vườn Nguyễn Quang ha.